lực thuế quan từ ông Trump, Trung Quốc, Nhật Bản lập tức tung chính sách đối phó. Trước những thách thức tiềm tàng từ nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump, nhiều nước trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản đã đưa ra các biện pháp để giảm thiểu những tác động không mong muốn. Theo nguồn tin từ báo Vietnamnet, một số quốc gia chứng kiến đồng nội tệ giảm mạnh sau khi ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ, nhiệm kỳ 2025-2029. Ở một số nước, triển vọng kinh tế được đánh giá kém tươi sáng với những thách thức tiềm tàng từ nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Theo SCMP, ngày 21 tháng 11, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ ngành xuất khẩu bằng các chính sách ứng phó với các rào cản thương mại bên ngoài. Đó là những biện pháp mà Bắc Kinh cho rằng chính quyền Donald Trump sắp tới sẽ áp lên Trung Quốc. Thông báo cho biết Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động ứng phó với các hạn chế thương mại nước ngoài vô lý và tạo ra môi trường bên ngoài tốt cho xuất khẩu. Theo đó, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc mở rộng phạm vi bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho các doanh nghiệp tham gia vào thương mại quốc tế. Trung Quốc cũng khuyến khích các tổ chức tài chính cung cấp nhiều sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp quản trị rủi ro ngoại hối, đồng thời sẽ củng cố việc điều tiết chính sách vĩ mô để giữ đồng nhân dân tệ tương đối ổn định. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 60% với tất cả hàng hóa từ Trung Quốc. Khảo sát cho thấy, ngay đầu năm sau, chính quyền ông Trump có thể áp thuế nhập khẩu gần 40% với sản phẩm từ Trung Quốc, có thể khiến GDP của Trung Quốc giảm 1%. Trong khi đó, theo Japan Times, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba sẽ công bố gói kích thích kinh tế quy mô lớn trị giá 21,9 ngàn tỷ yên, tương đương 140 tỷ đô la, nhằm giải quyết nhiều thách thức kinh tế của đất nước. Trước đó, hôm 18 tháng 11, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết đồng yên Nhật đã sụt giảm mạnh sau khi ông Trump thắng cử. Nhật đối mặt với áp lực lạm phát sẽ tăng tốc nhanh chóng. Gói hỗ trợ sẽ được triển khai ngay trong năm tài chính 2024, giúp người dân đối phó với tình trạng vật giá tăng cao, cũng như hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Chính phủ Nhật sẽ tiếp tục trợ giá nhiên liệu cho người dân từ đầu năm tới, mở rộng quy mô miễn giảm một số sắc thuế cho người lao động và doanh nghiệp. Thái Lan cũng vừa công bố kế hoạch phát 10.000 baht, khoảng 290 đô tiền mặt cho mỗi người, cho khoảng 4 triệu người cao tuổi vào dịp Tết Nguyên Đán. Hỗ trợ tài chính cho các nhóm khác sẽ được thực hiện sau đó, vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2025. Tổng cộng gói hỗ trợ cho khoảng 45 triệu người, trị giá gần 14 tỷ đô la. Chương trình nhằm hỗ trợ những người thu nhập thấp, khó khăn, vừa kích cầu tiêu dùng khi kinh tế trì trệ do cả yếu tố trong nước và quốc tế. Trên Bloomberg, một nghiên cứu cho thấy Thái Lan có nguy cơ không đạt được mục tiêu tăng trưởng 2025 và đồng bạc suy yếu nếu ông Trump áp thuế với hàng nhập khẩu như cam kết. Việc trợ cấp người dân là một trong nhiều giải pháp hỗ trợ kinh tế. Có thể thấy, động thái hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc chưa tươi sáng trở lại, sản lượng công nghiệp tháng 10 vẫn tăng thấp, bất động sản tiếp tục suy giảm, cho dù trước đó Trung Quốc đã có hai gói kích thích khổng lồ thông qua chính sách tiền tệ hồi cuối tháng 9 và chính sách tài khoá trong tháng 11. Áp lực với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lớn dần khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng, với chủ trương áp thuế quan mạnh tay lên hàng hóa Trung Quốc. Các chuyên gia dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ giảm tốc trở lại trong nửa sau của năm 2025. Gần đây, truyền thông quốc tế đưa tin các hãng sản xuất của Trung Quốc tăng tốc dịch chuyển nhà máy sang Đông Nam Á, cũng như các địa điểm khác. Nhiều hãng xuất khẩu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã chuẩn bị cho kịch bản thương mại bị gián đoạn. Trung Quốc cũng tích cực cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Úc, một số nước Mỹ Latin, châu Phi. Xuất khẩu sang Mỹ có xu hướng giảm dần, xuống chỉ còn khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu, thay vì mức 18% trong thập kỷ trước đó. Dù vậy, dự báo cho thấy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc vẫn sẽ gặp khó khăn ngay từ năm 2025. Nỗ lực gây dựng đồng nhân dân tệ mạnh để đóng góp vai trò lớn hơn trong thương mại toàn cầu có lẽ cũng sẽ không có nhiều kết quả trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump. Với Nhật Bản, điều đáng lo ngại vẫn là một đồng yên giảm sâu trong khi nền kinh tế vẫn yếu. Gần đây, có những lo ngại rằng chính phủ Nhật có thể gây áp lực lên Ngân hàng Trung ương Nhật Bản để chậm tăng lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, lo ngại về lạm phát lại tăng lên. Còn theo dự báo của Ngân hàng Goldman Sachs Mỹ, kinh tế khu vực đồng euro sẽ tụt xuống,
chỉ còn 0,8% trong năm 2025 do tác động từ các chính sách của ông Trump. Ông Trump dự kiến có thể áp dụng mức thuế quan mới lên khu vực này. Cũng theo Goldman Sachs, kinh tế Mỹ sẽ tăng mạnh, đạt 2,5% trong năm 2025, vượt xa dự báo 1,9% của Bloomberg, qua đó giúp GDP toàn cầu tăng trưởng 2,7%. Với Việt Nam, cũng có nhiều thách thức tiềm tàng từ nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Dù vậy, nhiều chuyên gia kỳ vọng cũng có những cơ hội cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt. Thách thức trước hết với Việt Nam là đồng đô la mạnh lên, qua đó làm Việt Nam đồng yếu đi, như trong hơn 2 tuần kể từ khi ông Trump trúng cử. Dòng vốn có thể tiếp tục rút về Mỹ. Thuế quan cao cũng là điều lo ngại với các doanh nghiệp xuất khẩu. Dù vậy, điều quan trọng là chênh lệch về thuế quan mà Mỹ áp lên các nước là như thế nào. Đây cũng có thể coi là cơ hội cho Việt Nam như đánh giá của Michael Coca-Larry, Giám đốc Phòng Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Nghiên cứu Thị trường của Vina Capital. Chiến thắng của ông Trump sẽ không làm chệch hướng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam chiếm 10% kim ngạch nhập khẩu của Mỹ. Mỹ là quốc gia sản xuất nông sản lớn, nhưng đồng thời cũng là quốc gia tiêu dùng và nhập khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Với dân số 338 triệu người, hàng năm, Mỹ nhập khẩu trên 200 tỷ đô la Mỹ các loại nông lâm thủy sản để đáp ứng nhu cầu trong nước. Các sản phẩm nông sản Mỹ nhập khẩu lớn là cà phê, cacao, rau quả tươi và chế biến, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, ghi nhận nguồn tin từ báo Dân Việt. Các sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu sang thị trường Mỹ thường mang lại giá trị cao hơn nhiều so với thị trường khác. Thực tế, Mỹ nằm trong nhóm thị trường lớn nhất của Việt Nam nói riêng và ngành nông sản nói chung. Việt Nam xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Mỹ hiện chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ra toàn thế giới, đồng thời chiếm gần 10% giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản của Mỹ. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một số sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu lớn sang thị trường Mỹ hiện nay là thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hạt điều, v.v. Một số sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu vừa phải nhưng tăng trưởng xuất khẩu lớn là rau quả, hạt tiêu, gạo, cà phê. Mỹ cũng mở cửa cho nhiều sản phẩm của Việt Nam gồm thanh long, nhãn, vải, chôm chôm, vú sữa, xoài và bưởi. Gần đây nhất là năm ngoái, Mỹ đã hoàn tất việc cập nhật cơ sở dữ liệu trực tuyến yêu cầu nhập khẩu hàng hóa nông nghiệp để phê duyệt việc nhập khẩu dừa tươi từ Việt Nam. Và Cục Kiểm định Động thực vật APHIS thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ đã gửi thư tới Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin về việc Mỹ đã mở cửa thị trường đối với quả dừa tươi Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nói, thực tế xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam hiện nay cho thấy, ông Trump lên làm Tổng thống Mỹ không gây nhiều quan ngại cho nông sản xuất khẩu của Việt Nam như nhiều người lo ngại. Dư địa xuất khẩu nông sản của Việt Nam không giảm sút khi ông Trump làm Tổng thống. Theo ông Phong, hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam chưa phải vấn đề lớn trong chính sách thương mại của ông Trump, càng không gây căng thẳng như với Liên minh châu Âu, EU hay Trung Quốc. Với EU, Mỹ còn đang áp thẻ vàng, thẻ xanh, còn nông sản Việt Nam không bị áp gì cả. Vấn đề của nông sản Việt Nam chỉ là về xuất xứ. Phía Mỹ quan ngại về xuất xứ để nhằm chống lạm dụng ở hàng hóa của Việt Nam. Do đó, hàng nông sản Việt Nam xuất sang Mỹ có thể nói còn êm hơn so với nhiều nước và khu vực trên thế giới. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng phân tích, ông Trump lên làm Tổng thống Mỹ đã hứa sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, hứa làm cho nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trở lại. Dù làm theo cách gì và như thế nào, thì cũng đều có tác động hai mặt tới xuất khẩu hàng hóa nói chung và nông sản nói riêng của Việt Nam sang Mỹ. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sẽ thêm khó ở khía cạnh là nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam vào Mỹ có thể bị kiện cáo nhiều lên vì ông Trump có quan điểm ủng hộ các vụ kiện nhằm bảo hộ cho sản xuất của nước Mỹ. Thời gian qua, không ít mặt hàng nông sản của Việt Nam đã vướng vào các vụ kiện như mật ong, thủy sản, tôm cá, v.v. Tranh chấp thương mại diễn ra sẽ gây khó khăn cho hàng nông sản của Việt Nam khi Mỹ chưa công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Mặc dù vậy, ông Doanh cũng lạc quan cho rằng, nhìn về chiến lược, ông Trump vẫn muốn hợp tác nhiều hơn với Việt Nam để đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực. Cho đến nay, kinh tế Việt Nam và Mỹ vẫn ít có sự cạnh tranh, càng không có sự đối đầu,
Do vậy, cái gì Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ hiệu quả hơn, giá rẻ hơn thì Mỹ sẵn sàng bổ sung. Thị trường hai phía sẽ bổ trợ cho nhau là chủ yếu, không có sự cạnh tranh mang tính chiến lược nào, nên có thể khó là ở chiến thuật, còn về chiến lược là rất tốt.